Hello mọi người, hiện tại kênh đã đạt được 4 trên 5 mục tiêu đề ra rồi nha. Cứ đà này thì ra Tết chắc chắn sẽ có xe vở cho anh em quẩy tưng bừng thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Tết cũng đến rất gần rồi, chúc tất cả những ai đang xem video có một cái Tết thật trọn vẹn bên người thân và gia đình. Giờ thì chúng ta trở lại và tiếp tục với video thôi nhỉ. Ở tập này mình sẽ đi bắt chim cánh cụt để về làm nguồn polymer vô tận. Nói là vô tận chứ thật ra nó vẫn có giới hạn. Trước tiên cứ phải bắt thật nhiều cánh cụt về, rồi sau đó cho nó vào cái lồng phối giống là ô xì kê, cứ để nó phối ra rồi giết lấy polymer. Hơi ác cơ mà không sao, có cái trò này công nhận hay thiệt. Gõ một cái là xỉu, cầm cung bắn chỉ sợ mấy con level thấp chết luôn. Chỉ cần bắt level thấp thôi bởi vì nó nhanh với lại mấy con chim cánh cụt này. Ngoài việc giết lấy polymer thì mình không biết nó còn có tác dụng gì nữa. Bọn này mọi người nên nhồi thịt đồi cho nó ăn nhé, cho thịt thường nó lâu cực luôn. Chán quá, ngay đầu video mà đã không biết bình luận thêm gì nữa. Thôi thì ngồi bốc phép kể chuyện khủng long vậy. Như các bạn đã hoặc chưa biết, khủng long hay cách gọi khác là dinosaur. Có thể thấy đây là một nhóm động vật xuất hiện từ 240 triệu đến 230 triệu năm trước, và nó thống trị đến khoảng 66 triệu năm trước khi có một tiểu hành tinh khổng lồ đâm cái ùn vào trái đất hủy diệt tất cả những loài khủng long. Con cá sấu ngày nay cũng có thể coi là một loài khủng long nhưng mà bé hơn nhiều so với tổ tiên của chúng. Nếu đem chúng lên bàn cân để so sánh thì chúng ta có thể thấy cách thức giết chết nạn nhân của hai con vật này là hoàn toàn giống nhau. Chúng nếu tóm lấy nạn nhân kéo xuống nước sau đó xoay tròn và xé xác. Nhưng riêng loài sa co ru chúc là cái con ở trong game ARK đó các bạn, nhiều giả định được đặt ra rằng liệu loài này có xé xác bằng cách xoay con mồi không, hay đơn giản chỉ là nuốt chửng những con mồi bé hơn. Theo như mình tìm hiểu thì nó vẫn méo có thông tin cụ thể về vấn đề này. Nhưng như các bạn thấy con sa co trong game nó lao vào cắn rồi xoay như điên đó thôi. Không biết thời xưa có chim cánh cụt không nhỉ? Khủng long mà còn tồn tại đến bây giờ thì chắc nó cũng là thú cưỡi của con người thôi he he he. Mình đùa vậy chứ các bạn đừng gạch đã nha. Tại bên FPT lâu lâu lồng giọng nó hay bị lắc lên, mình chuyển qua cái này cho nhanh để còn đi sắm Tết. Sau khi bắt bọn này xong thì mình cần phải tiếp tục up level để lên 62. Chút nữa sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng 7 đại bàng siêu xịn sò nè. Có lẽ trong Tết mình sẽ cho ra video về 7 rep siêu xịn sò nha. Nó chắc cũng chỉ ngắn thôi nên mong các bạn thông tua để không bỏ lỡ bất cứ đoạn nào. Bởi cái 7 này các bạn chọn chỗ sai là cũng coi như tạch. À nhân tiện do chỗ ở không thuận tiện để lồng tiếng nên mình không thể dùng giọng của mình để cho vào video được nhé. Mong các bạn thông cảm. Mọi người nghĩ sao nếu mình làm thêm kênh YouTube về thể loại game khác nữa nhỉ? Mà chắc cái này để sau, trước mắt cứ phải tập trung vào mục tiêu của ARK đã. Mấy nay văn chương kém quá không có gì để bình luận hết. Thôi thì lại mời các bạn tiếp tục nghe nhạc vậy. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha.
bận sắm Tết quá nên cũng hơi lười suy nghĩ ra văn để viết, tâm trí để đi chơi Tết hết rồi, giờ video cũng nên kết thúc rồi. Một lần nữa chúc những khán giả thân yêu của tôi có một cái Tết vui vẻ, đông đầy nha. Bye bye and see you again.